Hello, Hồng An đọc là chất Sài Gòn xin kính chào cả nhà. Chúc cả nhà mình luôn mạnh khỏe và an lạc nha. Và hôm nay tình hình là sáng là Hồng An đã giao chiếc Future Nhật 2000 Sandiger cho một người em ở dưới Vĩnh Long. Và tiếp đến là chiếc Amok cảm ứng 203 cũng đã bán về Long An rồi nha anh em ơi. Đây là cái Hồng An cà sẵn số khung số máy rồi à, về Long An nè. Ảnh đã lấy xe về và trên tay Hồng An là lo thủ tục chuẩn bị ảnh gửi lại cái biển số và cà vẹt lên là Hồng An nạp rút. Chiếc Amok mà cảm ứng 203 xe chùm mền nó đi 55.000 cây đó. Tình hình hôm nay là hai chiếc xe cũng đã bán trong buổi sáng. Và Hồng An cũng có một đôi lời thật sự là hơi bức xúc một tí à. Là chiếc Superim này nè à. Và Hồng An hổm rài cũng mình cũng vì cái uy tín mình chốt với một người anh đi, tại gặp mặt rồi mình cũng thấy ảnh là lớn tuổi. Lúc đầu thì Hồng An tưởng ảnh nhỏ tuổi thôi, ảnh cũng lớn rồi, gần 50 rồi. Ảnh là ở Phú Yên gì đó. Chốt Hồng An hai hôm. Lúc Hồng An vừa đăng lên là ảnh chốt là để cho ảnh. Và Hồng An cũng là mình là giữ lời hứa, tuy rằng không có nhận chuyển khoản gì hết á. Giữ lời hứa là Hồng An là để cho ảnh, biết bao nhiêu người gọi Hồng An. Hồng An không có nhận lời với ai hết, vì là mình đã hứa với ảnh rồi. Thì Hồng An đã chốt à, và tối hôm qua Hồng An cũng đã khoảng 8 giờ mấy Hồng An cũng có gọi điện thoại cho ảnh, gọi cũng khoảng 5-6 cuộc vậy đó. Ảnh không bắt máy à, một lát đã khuya ảnh mới bắt máy, là ảnh nói là ảnh đang đi từ ảnh ngồi trên máy bay à. Trên máy bay ảnh vô đâm ra ảnh bắt máy không được, mà lúc hồi sáng Hồng An hôm qua Hồng An gọi là ảnh tối anh đã vô thành phố rồi à, thì đâm ra Hồng An cũng có một người em ở dưới Bình Dương cũng gọi Hồng An xem chiếc xe này à. Mà mình thực sự là cái chủ đề hôm nay Hồng An nói là Hồng An là thực sự là buồn, cho rất buồn, và thực sự là Hồng An là rất tiếc cho một người em ở dưới Bình Dương sáng sớm qua Hồng An luôn, chấp nhận xuống đây qua Hồng An để xem chiếc Superim và lấy luôn. Nhưng mà Hồng An đã nói là hứa với một người anh ở dưới Phú Yên rồi, đâm ra Hồng An không thể nào mà bán cho em trai đó được. Em trai đó là từ 7 giờ là em trai đó đã vô thành phố, vô từ Bình Dương xuống Hồng An là gần cả tiếng mấy đó, ngồi 7 giờ mà ngồi với Hồng An tới 8 giờ rưỡi luôn. Mà Hồng An là nhất quyết là không được em trai. Mình để cho Hồng An đã hứa với một người anh ở dưới Phú Yên rồi, để anh qua anh lấy xe đó. Anh em đọc cái tin nhắn nè, thấy không đó. Em đang đi trên máy bay mà sao nó điện thoại được anh. Anh làm vậy là tốn tiền em đi vô rồi đó. Anh nhắn tin mình cụ thể gì đó. Và Hồng An hồi hôm đã gọi ảnh 3-4 lần, 5 cuộc luôn, ảnh không bắt máy. Mà cũng một em Bình Dương cũng gọi Hồng An, nếu mà ảnh không mua thì để cho em. Hồng An cũng nói không được, tại là tại xe này là đã có một ông anh ở dưới Phú Yên hứa hôm rồi là mai ảnh vô đó à, thấy không, tin nhắn rõ ràng hết đó. Anh nói anh ngồi máy bay vô đây xem xe. À, mình nếu mà Hồng An bán thì là làm vậy là tốn tiền em đi vô rồi. Mà sáng Hồng An gặp ảnh á, là ảnh ở trong đây quá, tại giọng là giọng người miền Nam. Và ảnh có một chiếc xe nó quay rễ đít á, ảnh chạy một chiếc xe của ảnh qua nữa, mà Hồng An cũng không quan tâm mà hỏi đâu, sự là như vậy à. Và mình chỉ tiếc, thực sự là mình rất tiếc cho một người em ở dưới Bình Dương, tội cho em đó 7 giờ vô thành phố đón xe ôm vô một mình một người đó, ngồi uống cà phê điện Hồng An xuống đó. Ngồi đợi tới anh đó lại xem xe luôn đó, mà kêu Hồng An bán mà Hồng An là không được, tại mình hứa rồi
đó, thông cảm, anh em vui vẻ uống cà phê rồi em cho nó về. Và Hồng An đợi ảnh tới 10 giờ ảnh mới vô. Hồng An xem chiếc xe Subaru này nè, đó, anh em nhìn nha, đó, Subaru của mình Hồng An đăng đó. Chiếc xe này là ảnh ngồi ảnh xem tới xem lui gần nửa tiếng đồng hồ anh em, đó. Xem còn hơn một người thợ, mình không biết ảnh là thợ hay là lái, mình cũng không để ý. Hồng An cũng không quan tâm cái đó. Thì Hồng An bán là Hồng An bao bao máy móc đầu nồi zin, xe đi đúng 30.000. Ảnh coi ảnh xăm soi gần nửa tiếng đồng hồ đó các anh em ơi. Và Hồng An quay clip này, Hồng An cũng biết rằng anh cũng đang xem cái clip này luôn đó. Và Hồng An cũng nói cho anh nghe luôn đó, tình hình là như vậy, em rất bức xúc anh luôn đó. Anh coi nửa tiếng đồng hồ, anh coi tới coi lui, coi tới coi lui, coi nửa tiếng đồng hồ đi nha anh em đó. Và anh nói sao, anh nói xe này á, là nói chung là anh nói là dàn áo này thay thay hết nè anh em ơi đó. Anh nói dàn áo này có thay rồi, có thay 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 mới hết đó. Anh nói dàn áo này thay mới hết anh em ơi. Và Hồng An nói chung là Hồng An cũng không muốn cãi đâu, thật sự là anh đã nói như vậy là Hồng An đã không muốn bán cho anh luôn rồi đó. Anh nói em nói anh nghe luôn nè, anh nói câu đó là em không muốn bán cho anh luôn, và em không muốn làm, em cũng không muốn chứng minh cho anh coi nữa, vì cái xe này á nó không có duyên với anh rồi đó. Bây giờ Hồng An mở ra nè, quay lại cho anh coi nè đó. Anh nói cái câu đó ra là em không biết anh coi làm sao mà em không hiểu đó. Anh phát biểu câu đó là em đã không muốn bán cho anh luôn rồi, đâm ra em không muốn mở gì hết á, em không muốn mở ra để chứng minh. Nhưng mà bây giờ Hồng An quay lại cho anh biết, chứng minh cho anh xem nè, và tất cả mọi người cùng xem chiếc xe này. Anh nói vàng áo thay hai rồi nha anh em, anh nói ba vàng nhựa thay hết rồi nha anh em xem nè. Đồ zin của người ta còn nguyên bản như vậy hết, anh nói là cái vàng nhựa này thay rồi, tem cũng thay hai luôn rồi. Anh em thấy 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 bức xúc không? Mà công tình là mình đã để, có tình mình để cho ảnh, ảnh mua ảnh sử dụng, và biết bao nhiêu người điện Hồng An là đã hứa là không bán cho ai hết đó. Chắc chắn như một luôn, không có bán cho ai hết đó. Coi nè, vàng áo người ta còn đẹp còn đều còn dơ như vậy mà ảnh nó thay thay rồi anh em, đúng không đó. Anh em coi giùm Hồng An coi. Hồng An cũng không cần chứng minh với ảnh, tại cái duyên ảnh không được chiếc xe này bán cho ảnh cũng hơi bị phí đó. Thật sự là như vậy, mình ức, đúng không? Mình hứa hẹn cho đã 2-3 ngày mình không bán ra, biết bao nhiêu người đi Hồng An cả 27 luôn không bán. Và Hồng An cũng không có nhận cọc ảnh luôn, anh em giữ bằng cái uy tín lời nói thôi đó. Anh em xem nè đó, mà ảnh vô ảnh coi chiếc xe gần nửa tiếng đồng hồ nha anh em. Muốn bán mình đâu cần trời, nói với mình là dân thợ thầy cũng cần biết, mình coi sơ là biết rồi. Quan trọng máy móc đầu nồi chưa rớt, vàng bạc vàng câm như vậy đúng theo xe thôi. Anh coi cho đã rồi anh đi một vòng thôi, xe này vàng áo đồ thay hết trơn. Nó trời trời. Và Hồng An cũng không có chứng minh nữa. Thôi vậy thôi, xe này không có duyên với anh thôi. Đó. Bây giờ Hồng An quay cho anh coi nè. Anh biết anh đang coi cái clip này của Hồng An luôn, Hồng quay cho anh coi nè. Và để cho tất cả mọi người anh em cùng xem. Đó. Nè anh em coi cái cốp nè đó, bây giờ Hồng An mới chứng minh cho anh em coi chứ. Lúc ra Hồng An cãi ảnh, nó nói giờ cá cũng được nữa, mà không quan tâm tới Hồng An là ảnh không có duyên với Hồng An không muốn cho bán cho ảnh nữa đó. Anh em coi nè, thấy không, đồ theo xe của người ta như vậy anh ảnh là thay nè, bức xúc không đó. Cái cốp này nè, cấp này cấp bên phải nha anh em, thấy không đó, 203 nè, thấy chưa đó. Đồ thôi, không lẽ Hồng An là mà mình vẫn cãi được, mình vẫn giảm được, mình háo dây vẫn được, nhưng mà Hồng An không thích đó. Anh phải một câu là Hồng An đã không muốn bán cho anh rồi, nói thẳng với anh nghe luôn đó. Tại mình đợi chờ 2-3 ngày mà biết bao nhiêu người gọi mà mình không bán, giữ đúng cái lời hứa
Hồi sáng là tội doanh nghiệp cho một em trai thôi, Hồng An rất bức xúc. Chúng ra Hồng An cũng không nên quay cái súp súp này lên đâu. Đó. Em trai từ 7 giờ mà ngồi đấy, mình uống cà phê tới 7 giờ, tới 8 giờ rưỡi luôn. Đó, khuya Hồng An thôi, nó để cho em đi, em xa xôi em vô em mua. Hồng An nhất quyết là không được, tại xe này á, là có một người anh. Hồng An hứa với ảnh rồi, hai hôm rồi. Và Hồng An cũng đưa cái tin nhắn cho em trai đó xem luôn nữa. Đó, thấy không? Mình vì cái lời hứa mà anh vô anh xem chứ xe nửa tiếng đồng hồ mà anh phán một câu nó không ra đâu hết trơn á. Đó. Mà ảnh là mình nghĩ ảnh là ảnh ở trong thành phố chứ không phải ở Phú Yên gì đâu hết á. Anh nói anh ngồi máy bay này kia Hồng An thấy không đúng rồi. Nếu dân miền Nam Hồng An nhìn biết liền à. Đó, em nói anh nghe luôn đó. Anh chạy với xe vô ổng nhà trên đây có chiếc xe nào của ai đó, anh chạy vô anh coi giống như dân mua bán lái gì đó. Mà nói với Hồng An là không quan trọng nếu mình lái mình phải nói chuẩn nói đúng hơn nữa. Đó. Lái không ra lái mà mua bán khách cũng không ra khách gì hết. Coi đó coi lui đường nửa tiếng đồng hồ anh em. Hồng An vẫn đánh coi vẫn nổ máy bình thường, Hồng An đứng một bên thôi tại vì Hồng An hàng sáng là tiếp khách. Bán một chiếc A móc cho khách Long An lên. Năm ra ảnh cũng có cơ hội ảnh coi vô tư luôn đó, coi trong coi ngoài coi tùm lum chân á đó. Ảnh nói dạng này thay rồi, trời mà anh em coi nè đó, mang mở đèn thấy không, anh em coi cái nhựa nè, đồ của ta như vậy là ảnh nói là đồ này thay rồi đó anh em đó. Đó. Mà nếu lỡ có thai đi nữa đi nó cũng đâu là cái gì, vì nó cũng là một hàng zin thôi, thấy không, vẫn là đồ hãng thôi đó. Anh coi nè, một màu thôi, anh nói thai cái gì đó, ủa ta đắt phục người ta ở đây đó, anh nói thai rồi cái thai cái gì đó nè đó. Tại người ta xe thật sự người ta đi kỹ, người ta dán keo, khi người ta bán người ta lột keo ra người ta bắt đó, bắt lại cho mình thấy không, cái dấu keo đây nè thấy không đó, đâm ra mình cảm thấy nó mới quá đó, thì mình nghĩ là người ta thay, thật sự nếu có thay đi nữa nó cũng là đồ của hãng thôi anh em đó. Cái chiếc xe nó như vậy rồi thì nghĩ đi đó, em nhìn thấy nè đó, đồ nó như vậy đó, đó vàng bạc ở đây anh nó thay thấy không, còn dơ nữa nè. Vì nó quá mới đi đó. Anh nói nó vậy thấy nó vô lý quá nè nè. Bình thường, rất bình thường. Xe SH 2010, 11, 12 là thay áo sơn áo vẫn bình thường luôn, không là gì hết á. Cho anh mua xe mới thấy. Chỉ tiếc cho mình, buồn cho một người em trai thôi, ở dưới Bình Dương người ta đợi cả tiếng mấy hai tiếng đồng hồ, người ta có ý người ta mua để người ta sử dụng làm cái chân người ta đi làm sử dụng, mà mình không bán đi bán cho mình vì cái lời hứa, giữ đúng lời hứa luôn, mình bán lại cho một người anh, nghĩ người anh đó vô họ mua, rồi sao họ xe em cũng rành về xe, còn không rành thì làm ơn mình nhờ bạn bè thầy thợ gì mình coi giúp mình. Đó, anh em thấy không, dán keo nè, không lớp keo còn nè, thấy không đó, lớp keo còn nè, đâm ra nó mới đó. Phán bừa phán bậy tình, nói chung là anh coi clip này anh cũng biết ít nhiều Hồng An nói những gì đó, Hồng An là Hồng An không mở cho anh xem luôn, nên là Hồng An không muốn bán cho anh đó, nó nói thẳng một câu như vậy rồi. Mình buồn cho một người em thôi, họ đợi mình tiếng mấy đồng hồ từ dưới Bình Dương lên, ngồi taxi lên đợi chờ uống cà phê anh em, và khi Hồng An anh bán nên để cho em đi, em cũng đang tìm một chiếc xe đẹp không, Hồng An nó không được, Hồng An vì lời hứa rồi đó, anh em coi đi đó, đồ người ta như vậy đó không, một màu một. Từ trong ra ngoài chiếc xe cỡ này nè,
đâu phải là cái chiếc xe nó dập đâu, đúng 30.000 cái chiếc xe đẹp lắm em nghe thấy không, từ cái sơn sườn nè chưa có dấu gì hết á. Đây Hồng Anh này, cái này là Hồng Anh chưa có bát nha đó, anh em thấy không, chưa có gì hết á. Tem nó đồ zin vậy, la tem thay dán áo thì thay áo rồi dán tem lại, anh thấy không, dấu cũ người ta nè, dấu zin người ta vẫn còn chạy ở đây nữa nè, thấy không. Đây, đồ mới Hồng Anh biết, đồ mới nó mỏng hơn, nó mỏng hơn đồ zin rất nhiều luôn đó, cỡ 9-10 đó. Đó thấy không, như vậy đó mà anh nói nở lòng nào anh nói cái xe này tha thấy đồ bụi bặm bám quá trời đây nữa nè, và dấu cũng chưa có dấu mở gì hết nha anh em, thấy không. Vẫn còn dấu chày nữa chứ đâu phải không dấu chày đâu, khi mới quá thì cũng nói đúng không em, coi kỹ đi. Tại xe này chủ xe trước đó, họ dán keo nè, họ dán keo đâm ra khi họ bán họ bát lại, lái họ mua về á. Thấy không, mới như vậy đó, lái họ mua về họ lột keo ra họ bát lại thì nhìn nó mới thôi, thấy không, đồ người ta như vậy đó, quá mới luôn nè, mới ken à. Đó, nhìn, em nhìn thấy đi, thấy không, đó, như vậy đó, bức xúc lắm anh em ơi. Đó, đúng ra Hồng An không mở đâu đó. Giờ bức xúc rồi, mở ra cho anh coi luôn nè đó. Nó nguyên bản như vậy mà anh nói đó. Chung là anh đã không có duyên rồi, anh nói câu đó là em quyết xác định anh là không có duyên với xe này rồi. Và nói chung cái số điện thoại của anh là em cũng đây là để qua cái trạng thái là lưu ý rồi đó. Rồi ok, mang có một đôi lời tâm sự với anh em vậy đó. Và xe này tiếp tục Hồng An đăng bán nha, 27 triệu bao hồ sơ nha anh em đó. Và cái tên anh gì đó, Phú Yên gì đó, em cũng đã thật sự là cái số điện thoại của anh là em cũng đã có cái ấn tượng rồi. Và em cũng mong anh là đừng có làm phiền em nha. Ừ, anh em mình là hết duyên luôn nha anh em. Bye bye mọi người đã theo dõi kênh xe máy Hồng An độc lại cho Sài Gòn đó. Và xe này Hồng An cũng nói luôn, anh em nào qua kiểm tra áo có sơn, có thay, Hồng An cho luôn xe luôn nha anh em. Rồi bye bye mọi người.